Bây giờ phải ráng lo cho nó học cuộc đời của nó đỡ một chút. Thấu hiểu được hoàn cảnh khó khăn, nhất là tình cảm của mẹ, Thu Huyền đã luôn cố gắng học tập tốt để không phụ lòng mẹ. Mày thấy không? Người ta ở dưới quê người ta thiếu thốn điều kiện, đã đi học băng sông lội suối. Hồi xưa tao cũng phải như vậy á, lết bộ mấy cây số đến trường để tao cố gắng là được. Nhưng bây giờ tao lo cho mày có một cái mái trường tốt, hoàn cảnh sống tốt, mà bây giờ mày báo đáp tao bằng một cái việc đó là mày chơi game suốt cả ngày. Faker có mức lương là 200.000 đô la Mỹ một năm, tức là vào khoảng hơn 4 tỷ đồng. Đó, bà thấy không, bà thấy không? Bây giờ cái game không phải là một cái định kiến xã hội nữa, mà giờ game là một nghề, có thể kiếm được rất nhiều tiền, bà thấy không? Thay đổi với tao. Nani? Cá không ăn nuôi cá ư? Con cãi cha mẹ, chăm đường con không ngoan. Tài trợ. Thí sinh đạt được giải nhất của cuộc thi quý nhận được số tiền thưởng 25 triệu đồng. Sao nó cứ ít ít như nào nhỉ? Bao tiền đúng không? Để con bấm thêm phát nào. Những con số này đang cho thấy thế hệ trẻ chúng ta đang dành quá nhiều thời gian cho việc game online. Rối loạn tâm thần do kênh sử dụng game hay chúng tôi gọi là các cái trò chơi. Không giống như nhiều người lớn nghiện điện thoại hay là mạng xã hội. Với nhiều trẻ em, thế giới của chúng ta chỉ nói thôi. Ôi hoàng tử, hãy tha thứ cho người em gái bị trúng lời nguyền. Gà kỹ năng. Các bạn có thấy mình ném chính xác hay không? Các bạn có thấy mình ném hay hay không? Đó là vì mình luyện tập Genny Mobi mỗi ngày. Genny Mobi, bắn mọi lúc, vui mọi nơi. Oh Prince, forgive my sister, for she is cursed. It was I who was singing the song. She is troubled enough.